as days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die. Những năm gần đây, xe cào cào dần được ưa chuộng hơn nhờ khả năng di chuyển đa địa hình, phù hợp cho những hành trình khám phá hay là các chuyến đi chơi xa. Đặc biệt, những mẫu cào cào thương mại cỡ nhỏ 150cc phù hợp với đa số người dùng nhờ vào động cơ vừa đủ đáp ứng nhu cầu, tiết kiệm nhiên liệu, dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa và không yêu cầu giấy phép lái xe hạng A2. Trong vlog này, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua toàn bộ những mẫu xe này để xem nên mua mẫu xe nào: Yamaha WR155R, Honda CRF150, Honda XR150, Kawasaki KLX150 hay là Kawasaki D-Tracker 150. Đầu tiên là Yamaha WR155R, có thiết kế khỏe khoắn, gọn gàng và đậm chất thể thao, được thừa hưởng từ dòng xe địa hình chuyên nghiệp WR của Yamaha. Xe có chiều cao yên nguyên bản lên tới 888mm, khá bất tiện với những người có chiều cao khiêm tốn. Được định hình là một mẫu xe vượt địa hình nên WR155R có đầy đủ bộ phận cần thiết cho những hành trình off-road như cặp giảm sóc trước dạng ống lòng hành trình dài với đường kính 41mm, giảm sóc sau monoshock liên kết đa điểm cùng với bộ phận nhôm nan hoa và cặp lốp gai địa hình lớn 21in và 18in. WR155R được trang bị động cơ 155cc mạnh nhất phân khúc, công suất 16,7 mã lực, đi kèm với công nghệ hiện đại như hệ thống làm mát bằng nước, bộ van biến thiên VVA. Yamaha WR155R được nhập khẩu tư nhân với mức giá là 85 triệu đồng với hai lựa chọn màu sắc bao gồm sân GB và màu đen. Tóm lại, Yamaha WR155R có ưu điểm là mẫu xe có thiết kế đẹp nhất, khối động cơ mạnh nhất, có nhiều công nghệ nhất trong phân khúc. Nhưng bên cạnh đó, đây cũng là mẫu xe thuộc loại nặng nhất và cao nhất nên những bạn có thể hình khiêm tốn sẽ khó tiếp cận. Đặc biệt là WR155R chưa được phân phối chính hãng, do đó mức giá vẫn còn hơi cao. Tiếp theo là Honda XR150, được xem là mẫu xe phổ biến nhất trong nhóm xe có động cơ dưới 175cc ở Việt Nam. XR150 được đánh giá cao bởi độ lần, bền bỉ, khả năng xử lý địa hình hỗn hợp với mức giá dễ tiếp cận, chỉ khoảng 65 triệu đồng. Ngoại hình của XR150 khá hiền so với các đối thủ cùng phân khúc, dung tích bình xăng lớn lên tới 12 lít, bộ yên to và dày cùng với lốp nguyên bản dạng Dual Sport giúp xe đáp ứng nhu cầu di chuyển trên đa địa hình. Honda XR150 sử dụng động cơ 4 thì dung tích 149cc cho công suất tối đa đạt 11,69 mã lực. XR150 có 3 lựa chọn màu sắc bao gồm đỏ, đen và trắng. Tóm lại, Honda XR150 có ưu điểm là mức giá rẻ nhất, thiết kế đa dụng, bền bỉ, dễ dùng và dễ sửa chữa. Còn nhược điểm là thiết kế này không được bắt mắt lắm và xe cũng khá nặng, lên tới 129kg trọng lượng ướt. Đến Honda CRF150, mẫu xe này mang thiết kế đặc trưng của dòng CRF danh tiếng với màu sơn đỏ trắng thể thao cùng với những đường cắt sắc nét. Trang bị đáng tiền nhất của xe là cặp phục trước upside down của Showa và phục sau dạng monoshock sử dụng công nghệ Honda Rolling. Nhờ vậy, xe đáp ứng tốt nhu cầu đi địa hình với độ khó trung bình. Một số trang bị khác của CRF150 bao gồm đồng hồ dạng LCD đơn sắc, hệ thống phun xăng điện tử FE. Hiện tại, mức giá của Honda CRF tại một số cửa hàng tư nhân vào khoảng 75 triệu đồng. Tóm lại, Honda CRF có ưu điểm là thiết kế đẹp, dàn chân dàn phuộc tốt và có phun xăng điện tử. Đặc biệt, khối động cơ của CRF150 dùng chung với XR150 nên tất cả các phụ tùng thay thế gần như là có sẵn trên thị trường. Còn nhược điểm là CRF150 không phù hợp để đi tour đường dài.
Mẫu xe thứ tư đó là Kawasaki KLX150. Mẫu xe này có thiết kế dàn khung và dàn chân giống với các mẫu cầu cào chuyên nghiệp, tương tự như trên CRF150 hay là WR155R. Ưu điểm của KLX là có trọng lượng nhẹ, chiều cao yên thấp, thích hợp với những bạn có thể hình thấp bé. Tuy nhiên, nhược điểm là KLX150 không có phun xăng điện tử và giá bán lên đến 79 triệu đồng, cao hơn CRF150, trong khi chất lượng và trang bị thì gần như là không hơn, hay thậm chí là còn thua thiệt so với CRF150. Cuối cùng là D-Tracker 150, giống với KLX150 thì mẫu xe này cũng được Kawasaki phân phối chính hãng ở nước ta với mức giá là 79 triệu đồng. Điều đặc biệt là mẫu xe này được trang bị cặp lốp trơn vần 17 inch, giúp định hình D-Tracker trở thành một chiếc cào cào chạy phố đích thực. Đối tượng mà D-Tracker hướng tới là những người đam mê ngoại hình phóng khoáng của mẫu xe cào cào, nhưng lại muốn sử dụng xe cho mục đích đi lại hàng ngày trong phố. Còn lại về ngoại hình, trang bị và khối động cơ thì D-Tracker 150 không có khác biệt nhiều so với KLX150. Khác biệt lớn nhất nằm ở việc D-Tracker sử dụng hệ thống phun xăng điện tử thay vì là bộ chế hỏa khí như là trên KLX150. Như vậy, vừa rồi mình đã giới thiệu toàn bộ về 5 mẫu xe cào cào cỡ nhỏ 150cc, bao gồm Yamaha WR155R, Honda CRF150, Honda XR150, Kawasaki KLX150 và Kawasaki D-Tracker 150. Vậy nếu các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn mẫu xe nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo. Bye bye!